3, 2, 1. Gà mà không gáy là con gà quay. Gà mà không biết gáy là con gà chiên. Đi ăn gà thôi. Mà khoan đã, biết tin gì chưa các bạn ơi? Gà rán giảm cân. Đúng, nói thẳng ra là gà rán được tẩm bột giảm cân đó. What the hell, bạn có tin không? Con heo nó còn lắc đầu, ăn gà rán mà giảm cân được cơ á. Mê ly thế, không biết có thật không nhỉ? Liệu rằng phán đoán của bạn thế nào? Thật là may mắn vì các bạn của tôi vẫn còn tỉnh táo chán. Làm sao mà lừa được đúng không? Làm gì có cái gà rán nào mà giảm cân được cơ chứ? Không béo phì là may lắm rồi đó. Theo điều tra tình báo thâm kín của Nhanh Trí, thì trên thị trường hiện nay, gà rán thối biến thành thiên nga chỉ một lần nhúng hóa chất rất nhiều. Miếng thịt đông lạnh bẩn bẩn nhúng qua một lần nước bột màu trắng không rõ là gì mà biến thành thịt tươi giói. Ảo ma Canada xuyên sang Nga. Chắc chắn các chất này liên quan đến chất độc ngâm xác người. Chất này bị cấm trên toàn thế giới cho thực phẩm. Nó sẽ gây ung thư ruột, ngộ độc và ung thư nếu ăn nhiều và lâu dài. Vì thế tuyệt đối không ăn gà rán rõ nguồn gốc nha. Hãy lựa chọn các thương hiệu gà rán uy tín. Nhanh Trí là fan của KFC nè. Bạn hay ăn gà rán ở đâu? Comment đi, biết đâu lại gặp nhau thì sao? Ngoài gà rán ra là một món ngon nhức cái miệng gây nghiện cực mạnh với tuổi teen, đó là xúc xích. Bạn cũng sẽ không bao giờ biết được những thủ đoạn đáng sợ đằng sau những cây xúc xích thơm ngon nóng hổi. Chuyện là mới đây, trong xóm của Trang xuất hiện một tiệm xúc xích chiên giá siêu rẻ. Bình thường xúc xích được bán 10k một cây, nhưng tiệm này chỉ bán 10k được những 3 cây to đùng. Thấy thế, Trang liền rủ Yến ra ăn một bữa non nê con dê, còn mua về cho Tùng ở nhà nữa. Sau hôm đó, cả ba liên tục thay phiên nhau tấn công toilet. Theo bạn là tại sao? Đúng rồi, hoa hồng đẹp thì lắm gai, cái gì ngon mà rẻ thối thì cẩn thận các bạn ơi, vì có thể là nó thối thật đấy. Nói chi cho xa xôi, tại Việt Nam chúng mình đã phát hiện hàng loạt vụ án sử dụng thịt thối, nội tạng thối, nói chung thối kinh khủng khiếp, thậm chí là xuất hiện cả sinh vật lạ như con giòi bọ, con ruồi. Sau đó họ dùng thuốc xử lý sơ qua là thịt lại tươi ngon, thậm chí là ngon lành cành đào như không bị gì. Và rồi phủ phép cho gia vị, thế là có những cây xúc xích thơm ngon giá rẻ bèo nhèo ra đời. Ai ham rẻ thì xác ông nhà bà định, 6 ngày 6 đêm ngồi trong toilet gào thét tên ông bán xúc xích, rồi hậu quả như ăn gà rán bẩn bên trên thôi. Hey, chưa hết, các thám tử điều tra vụ án an toàn thực phẩm chấn động này giúp Nhanh Trí ngay và luôn với. Sáng nay đang ăn tô bún bò thơm ngon thì có cái bà kia đứng trước quán. Thằng mất dạy, sao mày nấu cháo lòng bằng nước rửa chén, muốn người ta chết hả? Bọn tôi thì vẫn cứ cho rằng, ủa, ngon mà. Đúng rồi, bà này chắc gây chuyện thôi. Lúc sau bọn mình còn gọi anh chủ quán cho thêm 2 tô mang về cho bố mẹ nữa cô. Cái kết là bố mẹ mình ăn tô bún bò thì bảo có mùi nước rửa chén nồng nặc. Ủa vậy là sao? Nấu cháo lòng bằng nước rửa chén thật ư? Hay còn ẩn giấu sự tình gì? U là trời, sau một hồi điều tra rõ ràng rồi đấy, chủ quán vì ham tiền nên đã mua lại những hộp nhựa, tô nhựa đã qua sử dụng với giá cực rẻ. Có khi là các nhựa thải tái chế chứ, về rửa lại bằng xà bông rồi dùng lại tiếp, mà rửa không sạch nên toàn mùi xà phòng chứ sao. U là trời, cái mùi sơn lai ý, nó bám vào đồ nhựa cực kỳ dai nha. Và đây chính là nguy cơ tiềm ẩn của nhiều căn bệnh ung thư đấy, nên ở mọi gia đình khi rửa bát tuyệt đối phải rửa kỹ tráng 2 lần nước nha. Vậy bạn là một dân chơi hệ có kiến thức, bạn sẽ làm gì khi biết chuyện ăn cháo lòng có mùi nước rửa chén như vậy? Báo công an, im lặng hay bóc phốt? Ê, bình tĩnh bạn ơi, tính nóng như kem thế, chưa gì đã đòi bóc phốt báo công an rồi. Trước tiên bạn có thể nói với bố mẹ nếu bạn nghi ngờ, sau đó nhắc nhở họ, nếu như biết sai thì người ta sẽ thay đổi, không nhận sai thì cứ alo chú công an thẳng tiến đến kiểm tra nhá. Một là bán, hai là nghỉ, chứ ăn xà bông rửa chén thì có mà toang à. Ê, bắp luộc ê! Một câu hát hot trend trong một năm qua làm mưa làm gió cộng đồng mạng. Nhưng ít ai biết câu chuyện rùng rợn phía sau đó. Những trái bắp, đố bạn luộc bắp bằng pin hay luộc bắp bằng oxy ra, cái nào có thật nhỉ? Có thể bạn không biết đâu, hiện nay đa số bắp thường bị chế biến độc hại, nhiều người vì chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà luộc bắp với pin và hóa chất. Khi luộc cùng như thế sẽ giúp bắp thơm ngon và nhanh mềm hơn. Ôi mê ly, không bị thiêu mà lại nhanh chín, tiết kiệm được cả khối tiền ga tiền củi. Hời quá nhỉ, cơ mà ăn bắp luộc pin lâu ngày sẽ sớm mắc các bệnh cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy chỉ nên ăn bắp luộc nơi uy tín bạn nhé. Thôi, tốt nhất mua bắp sống về tự luộc còn hơn. Đến đây thì kiến thức của bạn thật là đỉnh, đôi mắt và tai phán đoán của bạn có đỉnh vậy không? Hey, đâu là bánh giả trong hai hình này?
giống nhau như hai giọt nước, tinh mắt lắm thì sẽ nhìn ra hộp bánh bên phải là hàng giả nhá. Nhìn cái tên khác một tí, ai hay ăn bánh này đảm bảo là nhận ra ngay. Thôi, tạm biệt đồ ăn đây, béo lắm rồi. Chuỗi câu đố tiếp theo sẽ cần não thử trình thám tử của bạn ở mọi lĩnh vực nè. Được hôm ở nhà một mình, Bình đang xem TV thì có một người đàn ông lạ đứng trước cửa. Chào cháu, chú là đồng nghiệp của mẹ cháu. Vừa mới tan làm, mẹ cháu nhờ chú sang đón con qua công viên chơi. Ngay lập tức, Bình đã phát hiện ra ông ta là kẻ nói dối. Tại sao vậy? Ô kìa, bạn có thấy lạ không? Liên tục bảo vừa tan làm là đồng nghiệp của mẹ mà lại ăn mặc lạ vậy. Không mặc đồng phục công ty, lại không giống những người đi làm về. Bình rất thông minh, liền móc điện thoại ra giả vờ gọi công an, nhận thấy mình bị lộ, tên bắt cóc liền bỏ chạy. Đấy, chớ dại mà mở cửa ngay bạn nhé. Hãy bình tĩnh quan sát và sẵn sàng gọi cầu cứu nếu có người lạ kêu cửa nha. Vậy còn nếu đang đi ngoài đường một mình, liên tục thấy có người lạ bám theo ở phía sau, ngay lúc này với IQ cực đỉnh của mình, làm sao để biết chắc chắn hắn có âm mưu gì không các bạn nhỉ? Này, để mình bật mí cho bạn biết, bí kíp vô cùng thông minh đây. Hãy bắt chuyện với người lạ quanh đó, như chú bảo vệ, người trông đáng tin cậy, giả vờ nói chuyện thân mật thật lâu, kẻ bắt cóc sẽ nghĩ rằng đó là người quen của bạn nên sẽ từ bỏ ý định bám theo mà thôi. Đừng sợ hãi mà bỏ đi thật nhanh, vì nhỡ đến nơi không có người sẽ khiến hắn càng dễ thực hiện ý đồ xấu xa đấy. Tốt nhất là nên bình tĩnh và ở nơi đông người bạn nha. Ôi nhưng mà bọn bắt cóc bây giờ tinh vi lắm, đừng có đùa, luyện ngay bí kíp có ngày thoát thân. 10 giây quan sát thôi, đố bạn tên bắt cóc là ai? Eo ôi, đáng sợ quá, người đàn ông B đang giấu một khẩu súng dưới chân kìa có phải không? À ha, bị phát hiện rồi nhé, mang súng ra đường chơi là không được đâu anh ơi. Có cần tôi alo công an đến không hả? Các bạn cũng tinh thật đấy. Tiếp theo, đang ung dung trên đường đi học về, bỗng dưng có hai người ăn mặc như cán bộ bắt Hà lại để nhắc nhở về việc đeo khẩu trang chống Covid. Vì Hà không làm theo nên khi họ phát khẩu trang, Hà đã nhận, đeo vào. 10 giây sau, Hà ngất xỉu tại chỗ, bạn có biết tại sao không vậy? Hóa ra đây chính là chiêu trò của bọn ăn cướp đã bày ra. Bên trong chiếc khẩu trang đã được chúng tẩm thuốc mê sẵn, chúng giả làm cán bộ để lừa những người không mang khẩu trang. Vì sợ bị phạt, nhiều người đã mắc phải cái bẫy đó và bị cướp hết tài sản khi đó. Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật thời Covid, không phải nhanh trí tưởng tượng ra đâu nhé. Nên các bạn cực kỳ cảnh giác và nhắc nhở bạn bè người thân nhé. Tổng hợp kiến thức từ hôm bữa đến giờ đây, đây sẽ là thời khắc để bạn thể hiện tài năng thám tử. Bây giờ bạn chỉ có 10 giây để nhớ lại các cách giả dạng của những tên cướp, tên trộm đấy. 10 giây bắt đầu! Hi hi, 10 giây là không đủ ư? Hãy comment bên dưới đi, solo cái trình level đỉnh cao của chúng mình đi nào. Vì nó quá dễ nên chẳng cần nhanh trí ra đáp án đúng không? Bum bum, chuyện gì vậy? Hên là hồn vía còn nguyên, một trong hai tên này đã bắn thủng lốp xe ô tô của bố mình rồi. Giúp mình tìm ra ai gây chuyện đó vậy các bạn ơi. Có lỗi thì phải nhận chứ. Bạn có nhìn thấy khói vẫn còn bốc ra từ nòng súng của người đàn ông B không? Chứng tỏ ông ta chỉ mới bắn cách đây không lâu, giờ thì bắt đền nhé. Wow, ba cô gái xinh đẹp này là dành cho các ông đây. Các ba tò mò thì tham gia luôn nhé. Cô gái nào là macaron ở đây vậy? Oh, em rất tốt, thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Nhìn kỹ vào đôi môi xinh đẹp này, hai chiếc răng nanh đã nói lên tất cả. Xin phép bye chị.